Việt Sử Toán Thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, nhắc đến một ngôi sao không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà còn được xem là huyền thoại về điện ảnh và võ thuật trên toàn thế giới thì có lẽ ai cũng đều biết đến Lý Tiểu Long. Ông là người từng được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng của thế kỷ 20. Chính vì vậy mà trong giới võ thuật, Lý Tiểu Long được biết đến là người bất khả chiến bại, mà ai cũng thể dè chừng và nể phục. Tuy nhiên, lịch sử võ thuật thế giới đã phải sững sờ và ngạc nhiên khi chứng kiến một cao thủ duy nhất của Việt Nam ngỏ lời thách đấu với ông vua Kung Fu Lý Tiểu Long. Võ sư người Việt này từng tuyên bố ông là con nhà võ, đã qua thử lửa đến độ không còn biết sợ trước bất cứ đối thủ nào. Thậm chí, ông đã từng đánh bại đương kim vô địch võ thuật quân đội Pháp tại Việt Nam và không có gì khó hiểu khi ông tự tin mình có thể hạ gục được Lý Tiểu Long bằng những tuyệt chiêu mạnh như vũ bão. Vậy võ sư người Việt cả gan đối đầu với Lý Tiểu Long là ai? Ông đã dùng tuyệt kỹ liên hoàn bát cước thách đấu với Lý Tiểu Long như thế nào? Tất cả sẽ được tiết lộ trong video của Việt Sử Toàn Thư. Lý Tiểu Long được biết đến là một võ sư, diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc. Chỉ với tay không, đôi chân và những động tác kỳ ảo, Lý Tiểu Long đã biến con người nhỏ bé trở nên vĩ đại. Ông không chỉ nổi tiếng với danh hiệu Vua Côn Nhị Khúc mà còn được ví như một tượng đài võ thuật trên thế giới bất khả chiến bại, bởi chưa từng có một tài liệu lịch sử nào ghi lại những trận thua của ông cả. Tuy nhiên, lúc bấy giờ có khá nhiều người hoài nghi về sức mạnh của Lý Tiểu Long và không ngần ngại cả gan thách đấu ông. Trong số những võ sư thách đấu với Lý Tiểu Long, người ta thường biết đến vài cái tên lừng danh như Michael Jai White, Hồng Kim Bảo. Nhưng nào ai có thể ngờ, trên dải đất hình chữ S đã xuất hiện một cao thủ, đầu đội trời, chân đạp đất, dũng cảm đứng lên tuyên bố thách thức Lý Tiểu Long. Khi được hỏi, anh có dám thách đấu với siêu sao võ thuật Lý Tiểu Long không? Người đàn ông này đã không ngại ngần mà khẳng định một từ chắc nịch. Dám chứ sao không? Tôi tự tin mình có thể đánh bại Lý Tiểu Long. Ông ấy cũng là con người, có điểm mạnh, điểm yếu. Tôi đã từng xem anh ta thi đấu không bỏ trận nào. Tôi tin rằng chỉ với tuyệt kỹ liên hoàn bát cước, tôi có thể hạ gục anh ta dễ như trở bàn tay. Và sau lời mời thách đấu trên, báo chí trong và ngoài nước đã đưa tin rầm rộ. Nhiều người còn cho rằng võ sư Việt Nam điên rồi, sao lại đi thách đấu với ông vua Kung Fu Lý Tiểu Long cơ chứ? Người Việt Nam ta có câu, dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiểng ba chân. Bỏ ngoài tai những lời nhận xét trái chiều, cao thủ nước Việt vẫn tự tin, dứt khoát khẳng định. Tôi đây đã kinh qua 12 trận rồi thì không có chuyện sợ hãi gì ở đây cả. Mọi người hãy chờ xem. Vâng, chuyện thật như đùa. Đó chính là lời tuyên bố hùng hồn chắc nịch của võ sư Lý Huỳnh, người đã không ngần ngại sẵn sàng đấu tay bo với Lý Tiểu Long đến hơi thở cuối cùng. Lý Huỳnh, sinh năm 1942, mất năm 2020, có tên thật là Lý Kim Tuyền, là một võ sư Việt Nam, từng được xếp vào nhóm Nam Kỳ Tứ Tú, bốn ngôi sao sáng xứ Nam Kỳ ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Đồng thời, ông cũng là diễn viên điện ảnh nổi tiếng của nước nhà. Nhiều người hâm mộ thường chỉ biết Lý Huỳnh là đại đệ tử của huyền thoại Huỳnh Tiền. Nhưng theo nhà nghiên cứu võ thuật Hồ Tường, thì trên thực tế, Lý Huỳnh không chỉ tập quyền Anh của võ sư Huỳnh Tiền mà còn học nhiều môn phái khác, đặc biệt là một võ sư rất giỏi thuộc phái Thiếu Lâm của Trung Quốc. Ngay từ khi còn nhỏ, Lý Huỳnh đã được cha dạy quyền cước. Sau khi luyện tập nhiều đòn thế gia truyền thì ông còn học Thiếu Lâm, võ Việt Nam và quyền Anh với các võ sư nổi tiếng như Hai Yến, Huỳnh Đạt Dân. Chính sự dạy dỗ và cho lên đài của những người thầy võ sư đã giúp Lý Huỳnh như cá gặp nước, trình độ công phu lên như diều gặp gió. Từ đấy, võ đài miền Nam xuất hiện một cao thủ Lý Huỳnh bách chiến bách thắng ở hạng cân 60-65kg. Năm 17 tuổi, Lý Huỳnh chính thức bước lên võ đài. Ông từng đối đầu với nhiều võ sĩ vô địch. Trong đó, phải kể đến chiến tích lừng danh nhất khi ông hạ gục võ sĩ vô địch quân đội Pháp, Lothar Franzkoy, nặng hơn ông 10kg. Lúc đó, ông Lý Huỳnh 60kg. Võ sĩ Pháp nặng tới 70kg. Các trận thắng cứ thế nối đuôi nhau trên võ đài. Trong trận thắng võ sĩ Anh Thạch, võ sư nổi tiếng ở miền Bắc và miền Nam năm 1954, Lý Huỳnh kể: "Tôi đấu với ông ấy 2 trận, trận đầu tôi thắng điểm, trận thứ 2 tôi uýnh knock out luôn. Sau chiến thắng này,
Lý Huỳnh lại thượng đài với người vô địch 6 tỉnh miền Trung, võ sư Mạch Trung Phương. Ông tự nhận sở trường của mình là võ tự do. Ở thể loại này, ông chấp mọi kỷ lục. Với những trận thắng kể trên, những người đã từng đấu và bại dưới tay Lý Huỳnh, ai nấy cũng đều thán phục và thốt lên rằng: "Đừng đấu, ông ấy đánh chết đó, Lý Huỳnh ghê lắm." Khi kể lại những năm tháng xưng hùng trên võ đài miền Nam, Lý Huỳnh nói: "Tôi có số đó, đụng toàn vô địch, đánh vòng vòng tất cả 12 trận, tôi thắng 8, thua 2, hòa 2. Không những vậy, võ sư Lý Huỳnh từng đại diện cho võ thuật Sài Gòn đi Campuchia thi đấu với võ sĩ vô địch Campuchia. Những con số trên đã chứng minh tài năng cũng như bản lĩnh của cao thủ đất Việt. Và cũng từ đó, tên tuổi của ông đã bay cao bay xa trên toàn thế giới. Cùng lúc đó, trào lưu các ngôi sao võ thuật ở Hồng Kông đổ xô đi làm điện ảnh rộ lên. Lý Huỳnh cũng theo đó bước chân vào điện ảnh. Ông trở thành võ sư đầu tiên của Việt Nam thực hiện những bộ phim hành động như Hollywood hay Hồng Kông thập niên 70. Tuy nhiên, có một câu chuyện mà công chúng thời nay ít biết. Đó là việc ông từng gây chấn động báo giới khi tuyên bố thách đấu Lý Tiểu Long. Lúc bấy giờ là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng cả Mỹ và Trung Quốc, với những bộ phim bom tấn như Long Tranh Hổ Đấu, Tình Võ Môn, Mãnh Long Quá Giang, Đường Sơn Đại Huỳnh. Danh tiếng của Lý Tiểu Long chấn động Nam Châu thì ai cũng biết rồi. Vậy mà một võ sư gần như vô danh trên bình diện quốc tế như Lý Huỳnh lại dám vuốt râu hùm. Trước Lý Huỳnh, từng có rất nhiều võ sư phải nhận trái đắng khi bại trận dưới tay ông vua cung phu Lý Tiểu Long. Điển hình phải kể đến đó là võ sư Hồng Kim Bảo đã bị Lý Tiểu Long hạ gục sau vài giây, khiến ông học được nhiều bài học đắt giá từ Lý Tiểu Long. Tương tự như võ sư Hồng Kim Bảo, với bản tính ngông cuồng, tính nóng như lửa, đã đưa Lâm Chánh Anh tới một sự kiện mà cả đời ông chưa từng hối hận, đó là thách đấu Lý Tiểu Long. Các bạn cũng đoán được kết quả rồi đấy. Sau khi bị Lý Tiểu Long đá bay ra khỏi phòng, thì Lâm Chánh Anh lúc này mới tâm phục khẩu phục thần tượng võ thuật hàng đầu của châu Á. Vậy mới thấy, nhờ tài năng thiên bẩm của mình mà Lý Tiểu Long trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đó, khiến ai cũng phải ngạc mũ thán phục. Vậy võ sư của chúng ta có đấu lại được với Lý Tiểu Long hay không? Cụ thể, vào hồi đầu thập niên 70, rộ lên tin võ sư Lý Huỳnh thách đấu Lý Tiểu Long. Có không ít lời thêu dệt chuyện này và cho đến giờ vẫn còn không ít người nghi ngờ. Báo chí Việt Nam từng lan truyền thông tin võ sư Lý Huỳnh thách đấu vua cung phu Lý Tiểu Long vì lòng tự tôn dân tộc. Theo chia sẻ của võ sư thì việc ông thách đấu bắt nguồn từ câu hỏi của võ sư Hồng Kông Hàn Anh Kiệt. Cụ thể, vào những năm 1970, khi Lý Huỳnh tròn 28 tuổi, độ tuổi đang sung sức, lại là một võ sĩ chuyên nghiệp thi đấu nhiều nơi, thượng đài nhiều lần. Lúc đó, ông tham gia đóng phim do võ sư Hồng Kông Hàn Anh Kiệt làm đạo diễn, người đóng vai đối đầu với Lý Tiểu Long trong phim Đường Sơn Đại Huỳnh. Ông yêu cầu Lý Huỳnh biểu diễn thế đá liên hoàn bắt cước. Trong phim đá một cước hạ đo ván 8 người. Khi Lý Huỳnh thực hiện được thì ông Kiệt mới đến bắt tay vỗ vai và hết lời khen ngợi. Lý Huỳnh đá rất đẹp, rất hay, thật tuyệt vời. Sau đó, ông hỏi Lý Huỳnh, chú có dám thách đấu với Lý Tiểu Long không? Với sự tự tin cùng tinh thần dân tộc nổi lên, Lý Huỳnh không ngần ngại suy nghĩ mà chấp nhận ngay đề nghị của Hàn Anh Kiệt và khẳng định chắc nịch rằng, tôi muốn thách đấu với Lý Tiểu Long. Tôi là một võ sĩ chuyên nghiệp, lên võ đài nhiều lần, từng bách chiến bách thắng nên chẳng có gì lo sợ mà không dám thách đấu với Lý Tiểu Long cả. So sánh Lý Huỳnh và Lý Tiểu Long, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy vóc dáng của Lý Tiểu Long có nhiều lợi thế hơn. Dù chỉ có chiều cao khiêm tốn 1,73m, cao hơn Lý Huỳnh 5cm và nặng 65kg, nhưng Lý Tiểu Long sở hữu một body cực chuẩn, triệu người mới có một. Ngược lại, Lý Huỳnh to ngang, nặng cân hơn. Năm 1972, thời điểm thách đấu Lý Tiểu Long, Lý Huỳnh nặng 74kg, vì thế mà việc di chuyển luồn lách khá chậm và nặng nề. Tạp chí Breakway Huyền Đai ghi rõ, tốc độ ra đòn của Lý Tiểu Long là 5 trên 100 giây, trong khoảng cách chỉ 1 mét. Ông vua công phu còn từng là thầy dạy võ của các huyền đai nhất nhị đẳng Karate Do, Taekwondo như Stephen McQueen, James Coburn, Lee McQueen. Lý Tiểu Long là người tạo nên môn võ triệt quyền đạo được giới võ sư trên toàn thế giới đánh giá cao về độ thực chiến. Thậm chí, có người còn xem nó mạnh hơn cả Muay Thái lẫn kickboxing.
Với sự am hiểu rất nhiều môn võ, Lý Tiểu Long luôn biết tìm cách phá chiêu của đối thủ trong khi giao chiến. Điểm mạnh ở Lý Tiểu Long là tốc độ ra đòn cực nhanh với lực cực mạnh. Thêm vào đó, ông di chuyển linh hoạt kết hợp với thần thái đáng sợ của mình khiến đối phương khiếp đảm. Tuy nhiên, Lý Tiểu Long không thể hoàn hảo tới mức không có điểm yếu. Và võ sư Lý Huỳnh đã sớm nhận ra điểm yếu của ngôi sao võ thuật Hoàng Ngữ này. Xoay quanh câu chuyện này, nhiều người vẫn nghi ngờ về thông tin võ sư Lý Huỳnh thách đấu Lý Tiểu Long và cho rằng đó chỉ là một chiêu trò để tạo tiếng vang lúc bấy giờ. Trước những lời đồn thổi này, võ sư Lý Huỳnh đã đáp trả. Trong cuộc đời theo học võ thuật của tôi chưa từng khiếp sợ điều gì và cũng chưa từng muốn thách đấu với ai để rước vào hư danh. Đừng nghĩ là do tình thế thúc ép khiến tôi phải phát ngôn như vậy, mà sự thực là tôi đã từng nghiên cứu về Lý Tiểu Long rất kỹ. Có thể người ta coi Lý Tiểu Long như thiên tài võ thuật qua những gì đã thấy trên màn ảnh, cũng như một số thành tích trong giới võ học. Nếu Lý Tiểu Long có bước chân nhún nhảy theo đấu pháp quyền Anh, bộ tay vịnh xuân và đòn cước karate, thì ngược lại tôi lại có đòn tay quyền Anh, đòn đá taekwondo, trỏ gối của võ tự do và bộ pháp di chuyển theo Tiếu Lâm Nam Phái. Tuy nhiên, Lý Tiểu Long cũng là con người, cũng có những yếu điểm. Điểm yếu của Lý Tiểu Long là có gương mặt hẹp, quay hàm yếu. Đây là điều tối kỵ khi gặp các tay đấm bốc, vì chỉ với một cú móc có thể bị gãy quay hàm và dễ knock out. Với mặt mạnh và yếu của mỗi bên, nếu thật sự so tài thì bên tám lạng, người nửa cân chẳng biết ai sẽ thắng. Ngay sau đó, không chỉ báo chí Sài Gòn mà báo chí Hồng Kông cũng đã đăng tải thông tin chấn động kể trên. Nhiều người Sài Gòn đã hồi hộp, hy vọng sẽ có một trận đấu đỉnh cao giữa một ngôi sao võ thuật thế giới với ngôi sao võ thuật Việt Nam. Nhưng nào đâu chữ ngờ, Lý Tiểu Long đột ngột qua đời tại Mỹ ở tuổi 33. Và lịch sử không có chữ giá như. Giá như Lý Tiểu Long có thể sống thêm vài năm nữa, thì có lẽ chúng ta đã được chứng kiến cuộc đối đầu nảy lửa giữa cao thủ đất Việt với võ sư Lý Tiểu Long khét tiếng thế giới. Thập niên 1990, Lý Huỳnh tiên phong trong vai trò sản xuất, tự bỏ vốn làm phim và hợp tác với Hồng Kông trong các phim Kế hoạch 99, Hồng Hải Tặc. Bộ phim cuối cùng ông tham gia với vai trò đạo diễn là Tây Sơn Hào Kiệt. Năm 2012, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Lý Huỳnh tên thật là Lý Kim Tuyền, sinh năm 1942 tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Trong một lần đóng phim kinh ngạc trước tuyệt chiêu như vũ báo của võ sĩ Việt Nam, Hàn Anh Kiệt bất ngờ quay sang Lý Huỳnh hỏi: "Nếu gặp nhau ngoài đời, ông có dám đấu với Lý Tiểu Long không?" Lý Huỳnh liền đáp thẳng không ngại ngần: "Tôi sẵn sàng đấu với Lý Tiểu Long." Ngay lập tức, ngày hôm sau, báo giới Hồng Kông và tại miền Nam nước ta liền rầm rộ xem câu nói của Lý Huỳnh như một lời thách đấu với Lý Tiểu Long. Nhưng tiếc là Lý Tiểu Long đã ra đi đột ngột ở tuổi 33, việc sử toàn thư biết sử thêm yêu nước.